đấy là kiểu này thì nó hay đi mỉa rau, nhưng mà không chà thì phải chà tua như thế này đấy, chà thì chỗ này nó hát to thế này. Há to thì nó hạn chế bị, có nghĩa là cái lúc chặt nhỏ thì nó sẽ nó các con dao nó làm sao mà nó sẽ bị mẻ không? Đúng, cái kiểu chà to như thế này thì nó không mỉa dao. Kiểu chặt tôi thế này nó không phải đâu, chặt thì nó ép nhá, nó ép thì cái kiểu như thế này, kiểu như thế này đây, nó vào trong thì nó như thế này, cái chỗ này thì nó đẩy vào, chỗ này nó đẩy vào, chỗ này nó đẩy ra thì nó mỉa dao. Có nghe nó đi cả miếng to đấy gì. Nó bay cả miếng to như cái kiểu ngũ giác, như cái cục này nhá cháu nhá, cái kiểu cái ngũ giác kiểu này nhá, mình bổ thế này thì cái chú này nhá, ví dụ là nó cái kiểu nó ăn cái kiểu như thế này đấy, thì nó rát thì nó mình bổ thì có chú thì nó cả hai hai bên này thì nó kéo vào, chú này nó đẩy ra. Có nghĩa là cái thép là tôi nó già để mà Đấy, sắc nó sẽ cứng đúng không? đấy Nó cứng. chỉ nó hơi lệch một tí là nó sẽ bị bay cả mẻ Nó bay cả miếng vào trong này không? kiểu như thế. Thế người ta không biết sử dụng thì nó hay bay kiểu đó đấy, hay là người ta chặt thì chặt cái khe này thì mình phải chặt cho nó hát to Có nghĩa là thì ví nó dụ không như ép, có một con dao như này đúng không? đúng Thì mình chặt nó sẽ có nghĩa là mở rộng lưỡi ra, mở rộng cái phần chặt ra thì cái lưỡi nó sẽ đi xuống đằng nhau đúng không? không? Xuống bằng Thì nhau nó sẽ không thì bị làm nó sao, còn nếu mà chặt cái khe nó bé thì ép. hai cái đầu lưỡi này nó ép vào nó vênh, hai đầu lưỡi nó sẽ đi một miếng to ở giữa gì. Nó bay miếng to kiểu Rồi, thế. anh hiểu. Cái kiểu dao mỉa là như thế, Đang mài dao mà ông hướng dẫn luôn. hay là như cái cành này ấy cho ạ, cả khác cái cành này nhá, nó cái cành này xuống nhá, cành này nó đấy Cái kiểu đầu mặt và cái đầu mặt đấy gì? cái kiểu này đấy, mình cạc kiểu này xuống nhá, À. thế thì nó cái chú này nhá, chú này nó đẩy ra, À. cái kinh này nó ăn xuống vào, Ừ. thế thì do nó lại bay mẹ miến này vào trong này À. đấy kiểu thế. Nhưng mà mình chải thì mình không phải là chải trên ngọn này xuống, Ừ. mình chải dưới này được, chặt kiểu này, kiểu này, nhưng mà mình phải chặt kiểu này á. À bấm chẳng lẽ đồ bấm bên đấy à? Chặt kiểu như thế này, muốn cho nó thẳng thì như thế này, nhưng mà một nhát dao thế này nhá không đùa đâu nhá, chồng mình nhấn mạnh vào là nó cũng phải bay ngay á. Mình cứ chặt nhá, chặt nhẹ tay thế này, kiểu này mình dao thẳng như thế này. Dao mỉa là chỉ có chủ yếu cái cành này nhá là mỉa nhất đấy. Cây chia, nhưng mà mình không phải là chạy cái ngọn xuống, À. mình ví dụ như cái cành cành cây chia nhá, tức là chạy như thế này, bóp mình nhá. À có nghĩa là gõ bằng cái lựa sống của nó Cái khỏe. xuống là bóp nhá cho nó gánh gánh ngay kiểu thế. À. Nó phải có kỹ thuật chạy cơ. À. Đấy nhiều người họ họ mua dao về họ không hiểu. Họ cứ thế nào họ băm ra, nuôi dao ra họ băm tứ lung tung là con dao Cái khỏe. bay ở Nhưng mà không trên hiểu ngọn đâu. này xuống thì bao giờ cũng phải mỉa, À. cành cây chia nó to thế nào thì bay như thế, Ừ. kiểu thế mà. Đang làm một loạt dao tông rồi các bác à. Một loạt dao tông này đang chuẩn bị tôi. Dao tông thép bông khoai. Cái này vừa mới rũa xong này. Viết rũa các bác, không phải máy 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 đâu. Còn đang mài dao. Mỗi người một việc.